Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, từ hôm nay ngày 8 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12, Đà Nẵng tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để tầm soát COVID-19, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để cách ly, điều trị. Theo đó, lấy mẫu xét nghiệm 30% đại diện hộ gia đình tại các phường xã có số ca mắc cộng đồng trên 100.000 dân một tuần từ 50 trường hợp trở lên, 30% người lao động đại diện của mỗi bộ phận tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ hải sản, khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang, 30% người lao động đại diện của mỗi bộ phận của 100% nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 100% người đến về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác trong 14 ngày tính đến ngày 7 tháng 12 mà không thuộc diện cách ly y tế. Riêng đối với quận Liên Chiểu thì không lấy mẫu xét nghiệm đối với tiểu thương chợ Hòa Khánh và các hộ gia đình đã lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12.